Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em trong thánh lễ long trọng mừng kính mầu nhiệm cao siêu mình máu Thánh Chúa, chúng ta làm một tràng pháo tay chúc mừng con em của chúng ta được thêm sức. Các em đã nhận qua bí tích thêm sức sứ mạng loan truyền tin mừng và bảo vệ đức tin. Chúng ta cầu nguyện cho các em ngày càng đức tin vững mạnh để làm tròn sứ mạng cao cả này, nhất là đức tin vào mầu nhiệm mình máu Thánh Chúa. Chúng ta ngày hôm nay cũng mừng quan thầy của Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể. Chúng ta làm một tràng pháo tay chào mừng, chúc mừng Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể. Chúng ta cầu nguyện cho Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể luôn luôn đầy nhiệt huyết, yêu thương mình máu Thánh Chúa và hăng say phục vụ, mang mình máu Thánh Chúa đến cho giáo dân. Chúng ta long trọng mừng kính mình máu Thánh Chúa, chúng ta cũng cầu nguyện cho chính mỗi người chúng ta để chúng ta vững vàng đức tin, nhất là đức tin vào sự hiện diện thật sự của Chúa trong phép mình thánh, để chúng ta liên kết với Ngài mỗi ngày cho đến tận thế. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các anh chị em yếu đau bệnh tật nhận được sức mạnh từ mình máu Thánh Chúa trong hành trình thập giá. Và chúng ta cầu nguyện cho những linh hồn của những người thân yêu đã qua đời, nhất là linh hồn ông Giuse Nguyễn Văn Vinh, là nhạc phụ của anh Trường Anh. Anh Trường Anh là em của anh Tuấn, là con của bác Trình. Thì chúng ta cầu nguyện cho linh hồn của ông Giuse sớm được vị hưởng nhan Thánh Chúa, đã được an táng trong ngày hôm nay. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho tang quyến hiện diện với chúng ta trong thánh lễ hôm nay được ơn an ủi và an bình của Chúa. Giờ đây chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng chính, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới đây cho người.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trôi lại cho chúng con bí tích mình và mau thân Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiện trì cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Môi-se đến thuật lại cho dân chúng nghe tất cả những lời và lề luật của Chúa, và toàn dân đồng thanh thưa rằng: chúng tôi xin thi hành mọi lời Chúa đã phán. Vậy Môi-se ghi lại tất cả những lời của Chúa. Và sáng sớm, ông trỗi dậy, lập bàn thờ ở trên núi, dựng 12 cột trụ, chỉ 12 chi họ Israel. Ông sai các thân niên trong con cái Israel mang của lễ toàn thiêu và hiến dâng lên Chúa những con bò tơ làm hy lễ giao hòa. Môi-se lấy phân nửa máu đổ vào các chậu và gửi phân nửa kia lên bàn thờ. Ông mở quyển giao ước ra đọc cho dân nghe và họ thưa: chúng tôi xin thi hành và tuân theo tất cả những điều của Chúa. Và vậy ông lấy máu rẫy lên dân chúng và nói: đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi theo đúng tất cả những lời đó. Đó là lời Chúa. Con sẽ nâng chén cứu độ và con sẽ kêu cầu Thánh Chúa. Con sẽ nâng chén cứu độ và con sẽ kêu cầu Thánh Chúa. Biết lấy Chúa vì ông ân Chúa đã ban cho con, xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu danh thánh của Đức Chúa Con sẽ nâng chén cứu độ và con sẽ
A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, when Christ came as high priest of the good things that have come to be, passing through the greater and more perfect tabernacle, not made by hands, that is, not belonging to this creation, he entered once for all into the sanctuary, not with the blood of goats and calves, but with his own blood, thus obtaining eternal redemption. For if the blood of goats and bulls and the sprinkling of a heifer's ashes can sanctify those who are defiled, so that their flesh is cleansed, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciousness from dead works to worship the living God? For this reason, he is mediator of a new covenant, since the death has taken place for deliverance from transgressions under the first covenant. Those who are called may receive the promised eternal inheritance. The word of the Lord. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày thứ nhất trong tuần ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ vượt qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi căn nhà ta sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở đâu, và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng, và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó. Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như người đã bảo, và hai ông dọn lễ vượt qua. Đoạn khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: Các con hãy cầm lấy, này là mình ta. Rồi người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông, và mọi người đều uống. Và người bảo các ông: Này là máu ta, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con, ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa. Sau khi hát thánh vịnh, thầy trò đi lên núi Cây Dầu. On the first day of the Feast of Unleavened Bread, when they sacrificed the Passover lamb, Jesus' disciples said to him, "Where do you want us to go and prepare for you to eat the Passover?" He sent two of his disciples and said to them, "Go into the city, and a man will meet you and carrying a jar of water. Follow him. Wherever he enters, say to the master of the house, 'The teacher says, where is my guest room where I may eat the Passover with my disciples?'
Then he will show you a large upper room furnished and ready. Make the preparation for us there. The disciples went off, entered the city, and found it just as he had told them, and they prepared the Passover. While they were eating, he took bread and said the blessing, broke it, and gave it to them and said, "Take it, this is my body." Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, and they all drank of it. He said to them, "This is my blood of the covenant, which will be shed for many. Amen, I say to you, I shall not drink again the fruit of the vine until the day when I drink it new in the kingdom of God." Then after singing a hymn, they went out to the Mount of Olives. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa bi công, lời khen Chúa. Con còn nhớ một tháng về trước, các em này lên nhà dòng con tĩnh tâm. Và nếu quý vị có tới nhà dòng con tham dự lễ gì đó hay thăm, thì chúng ta thấy ngôi thánh đường rất là tráng lệ, rất là đẹp. Và con hỏi các em đó là người ta tốn rất là nhiều tiền để xây cái tòa nhà này. Biết để làm gì không? Để đựng một miếng bánh. Có phải vậy không? Miếng bánh mà chúng ta nhìn thấy không phải là miếng bánh, mà là vua của vũ trụ, vị chủ tể của trời và đất. Vì thế mà người ta sẵn sàng bỏ rất là nhiều tiền để cho miếng bánh đó ở. Mà không những rất là nhiều tiền bỏ ra để xây một tòa nhà để đựng miếng bánh đó, mà còn sẵn sàng chi tiêu cả 100 sinh mạng để phục vụ cái miếng bánh đó. Đó là cả 100 cha và thầy, vừa trẻ vừa đẹp vừa tài năng, đầy nhiệt huyết, mà sẽ sống ở đó để mỗi ngày phục vụ miếng bánh đó. Thì miếng bánh đó không phải là miếng bánh, mà là vua của vũ trụ. Mà ai lại nói cái đó? Chỉ có những người có đức tin mới nói cái đó. Chỉ có những người có đức tin mới nhìn một miếng bánh mà nhìn thấy vua vũ trụ, và sẵn sàng bỏ nhiều tiền như vậy, và sẵn sàng cống hiến biết bao nhiêu sinh mạng như vậy. Thì đó là đức tin mà các em sẽ sẵn sàng công bố và bảo vệ. Đó là sứ mạng của các em, và là sứ mạng của tất cả chúng ta, những người đã được chịu phép thêm sức. Trong tất cả các yếu tố của đức tin chúng ta, chưa thấy một yếu tố nào mà Chúa Giêsu bị mất nhiều môn đệ như vậy. Đó là bí tích mình máu Thánh Chúa. Chúa giảng có nhiều điều khó nghe lắm, nhưng mà không biết làm sao người ta không bỏ Chúa nhiều như là khi mà Chúa bắt đầu nói đến bí tích mình máu Thánh Chúa. Cho nên đó, tin vào mình máu Thánh Chúa chính là cái bài trắc nghiệm. Nếu mình tin vào mình bánh Thánh Chúa thì chúng ta mới thật sự có đức tin. Còn nếu mà chúng ta chưa tin hẳn vào mình bánh Thánh Chúa thì đức tin của chúng ta cũng như đức tin như những người bỏ Chúa mà thôi. Như những người bỏ Chúa mà thôi. Cho nên khi các em á, mà muốn bảo vệ đức tin thì đầu tiên bảo vệ đức tin mình bánh Thánh Chúa trước cái đã. Muốn công bố đức tin thì đầu tiên công bố đức tin mình bánh Thánh Chúa trước cái đã. Đó là đức tin mà khó tin nhất, là điều mà người ta bỏ Chúa. Người ta bỏ Chúa không phải là bỏ nhà thờ, mà là bỏ lễ, bỏ đi chầu, bỏ thăm viếng Chúa. Người ta đến thánh đường, người ta không sốt sắng, coi như Chúa không có trong nhà này. Người ta nói chuyện, người ta đi shopping trong phone, hay người ta chơi game. Đó là người ta bỏ Chúa rồi.
thì đó là điều mà rất là dễ làm, dễ bỏ Chúa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mừng kính mình máu Thiên Chúa, chúng ta hãy xem lại chúng ta đối xử với bí tích này như thế nào. Chúng ta hãy đào sâu, củng cố cái yếu tố đức tin này. Bởi vì con tin rằng nếu chúng ta mình tin vào mình có Thánh Chúa thì chúng ta mới thực sự có đức tin để được lên thiên đàng. Mà nếu mà chúng ta không tin vào mình Thánh Chúa thì con không dám nói là chúng ta có đủ đức tin để lên thiên đàng đâu. Thì chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả chúng ta, và nhất là cho ban thượng tá tư vấn thánh thể ngày càng sùng kính bí tích này, để mà trong công tác phục vụ chúng ta cũng công bố đức tin qua cái cách phục vụ, qua cái niềm sùng kính của mình. Congratulations to you who been confirmed. You take on the mission to proclaim the faith and defend the faith. And among all the different elements of the faith, the most difficult is the faith in the Eucharist. If you can recall a month ago, during your retreat, this is the precise point I share with you. This is the most difficult. This is the moment when most people left Jesus. Many things Jesus preached are difficult, but nothing more difficult than this, nothing more that people left Jesus. And so I think if you're going to defend the faith, defend this one. If you want to proclaim the faith, proclaim this one, the faith in the Eucharist. After Mass, we will pass out a booklet called This Is My Body. In English, a booklet. It'll be in Vietnamese too for others, but for you, it'll be in English. I'd like you to each one get one and read it. It is by a famous Bishop Barron. It is very good. It's a booklet, it's not much. Take it, read it, reflect it, and deepen your faith in the Eucharist. Because among all the things you want to proclaim, all the things you want to defend, this is the one that need to defend and proclaim the most, the faith in the Eucharist. And if you have the strong faith in the Eucharist, you will accomplish that mission. But if you have a weak faith in the Eucharist, you will fail in that mission. So many ways we leave Jesus, we abandon him, we don't go to church, we don't go to worship him, we don't visit the Eucharist, we don't go to adoration. And when we go to church, we act as if Jesus is not here. We talk, we joke around, we shop on the phone, we play game. That's how we fail in our faith in the Eucharist. And so when you go to church, the first thing you think of, the Eucharist in the tabernacle. If we have the faith in the Eucharist, then we have the faith to bring us to heaven. If we do not have the faith in the Eucharist, I am not sure that faith, whatever it is, can bring us to heaven. The faith in the Eucharist is the most difficult element of our faith, but the most important element of our faith. With it, we have the true faith. Without it, we do not have the true faith. And so today we celebrate this wonderful, most important element of our faith, the real presence of Jesus in the Eucharist. So you take on that mission, strengthen it, deepen it, so that you can fulfill that mission, so that heaven will be yours at the end of your life. Giờ đây con xin mời quý thượng tá viên thánh thể tiến lên, và đặc biệt ngày hôm nay sẽ có tân thành viên anh Phạm Thiện Canh và cùng tất cả các thượng tá viên sẽ tuyên thệ để nhận trách nhiệm chào mình Thánh Chúa, chào giáo dân.
Thưa cộng đoàn dân Chúa, những anh chị em của chúng ta đây sắp tuyên thệ và được ủy nhiệm tác vụ trao mình Thánh Chúa, kiệu mình Thánh cho kẻ liệt. Thì giờ đây cha xin quý vị đứng lên để cha trao đổi vài tâm tình. Anh chị em thân mến, trong nhiệm vụ làm thừa tác viên thánh thể, anh chị em phải là người gương mẫu trong đời sống công giáo, trong đức tin và trong hạnh kiểm. Anh chị em hãy đặc biệt tuân giữ giới răn của Chúa là thương yêu tha nhân. Vì khi Chúa ban mình Ngài làm của ăn cho môn đệ, Ngài đã phán: đây là giới răn của Thầy, các con hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương các con. Anh chị em hãy nhờ bí tích hiệp nhất và tình yêu này làm nguồn sống và sức mạnh. Anh chị em hãy nhớ rằng, tuy là nhiều nhưng chúng ta chỉ là một thân thể, vì chúng ta cùng được chia sẻ bởi một bánh và một chén. Vậy anh chị em có cam kết lãnh nhận tác vụ thừa trao mình và máu Thánh Chúa cho tất cả giáo dân trong tinh thần xây dựng và phục vụ hội thánh không? Anh chị em có cam kết sống tha thiết hơn với bánh trường sinh và biến đổi đời mình theo gương mẫu hy tế của Chúa Kitô không? Anh chị em có cam kết thi hành tác vụ thánh thể với tất cả sự cẩn thận và kính trọng tối đa đối với phép thánh thể không? Giờ đây xin mời quý vị quỳ xuống, xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta đưa tay về phía tác thừa tác viên thánh thể. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, là nguồn mạch mọi ơn thánh và cùng mọi phúc lành. Xin đoái thương chúc lành cho những anh chị em chúng con đây trong nhiệm vụ trao mình Thánh Chúa, để khi những người này trung thành phân phát bánh trường sinh cho giáo dân, họ cũng được vững mạnh nhờ bí tích này và đáng tham dự vào bàn tiệc trên trời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin mời cộng đoàn an tọa. Xin mời quý vị đứng lên. Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành huy hiệu này và ban cho anh Giuse Phạm Thiện Căn được vững mạnh trong công tác, được sốt sắng trong công tác, vững mạnh trong đời sống đức tin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Giờ đây cha xin trao huy hiệu cho tân thành viên của ban thừa tác viên thánh thể. Xin mời quý vị quay xuống. Chúng ta làm tràng pháo tay chúc mừng ban thừa tác viên thánh thể. Xin mời quý vị trở về chỗ ngồi. Giờ đây chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, đời phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống khai sinh đời bà Maria đồng trinh. Chiều nàng đời quan phong si ô phê la tô, chiều đóng đánh trên cây thanh giá, chiến và tàn sát xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong
phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh, còn có khắp thế này các thánh thông cầu. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống lại. Anh chị em thân mến, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã ban bí tích thánh thể để nuôi sống chúng ta trên trần thế, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin. For the church, that her shepherds, as well as the faithful, be strongly devoted to the Eucharist, be united by the most blessed sacrament, love and live the teaching of the church, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For our church confirmation class, that God's Spirit helps us fulfill our mission in this life, so to merit heaven in the next, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Xin ban cho thực tác viên thánh thể nhất lễ nhân lễ quan thầy được vững mạnh trong đức tin, gương mẫu trong đời sống và hết lòng sụp một bí tích thánh thể. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho linh hồn những người thân yêu đã qua đời, đặc biệt là linh hồn ông Giuse Nguyễn Văn Vinh, sớm được về hưởng tôn nhan Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho những ý nguyện riêng của mỗi người chúng ta được Chúa thương nhận lời. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa nhân từ, xin giúp chúng con hiệp thông với Chúa qua bí tích thánh thể, hầu có thể hăng hái làm chứng cho Chúa cứu thế và xứng đáng hưởng vinh quang thiên quốc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ và tài lễ cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và biểu lễ cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, bao hạt lúa mới làm nên tấm bánh này, bao trái nho mới ép thành chén rượu đây, tượng trưng sự đoàn kết giữa con cái Chúa. Côi xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho trở nên bí tích nhiệm màu, đem lại cho hội thánh Chúa ơn hiệp nhất và bình an nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thân là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là tư tế thật và vinh cứu, khi thiết lập thể thức khi lễ trường tồn, người là đấng đã đầu tiên dâng mình cho Chúa làm của lễ cứu độ và đã truyền cho chúng con dân mà tưởng nhớ đến Người. Khi chúng con được rước Người hiến tế vì chúng con thì chúng con được manh sức, và khi chúng con được rước máu Người đổ ra vì chúng con thì chúng con được rửa sạch. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Cha rất nhân từ, nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha Chúa chúng con khẩn khoản này xin Cha thương nhận và ban phúc cho những của lễ hiến dâng, của lễ thượng tiến, của lễ hy sinh tinh tuyền và thánh thiện này. Chúng con dâng lên Cha để cầu cách riêng cho hội thánh của Cha. Xin Cha thương ban bình an giữ gìn hợp nhất và cai quản hội thánh Công giáo khắp hoàn cầu. Đồng thời cũng cầu cho tôi tớ của Cha là Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Kevin chúng con, các Đức Giám mục phụ tá và mọi đấng trung thành gìn giữ đức tin Công giáo và trong truyền. Lạy Chúa, xin nhớ đến những tôi tớ Chúa. Và mọi người đang sum họp nơi đây mà Chúa đã biết rõ lòng tin kính và sùng mộ, chúng con dâng thay hoặc chính họ dâng lên Chúa hy lễ ca tụng này, cầu cho mình và cho mọi người thân thuộc, hầu linh hồn được cứu chuộc, thân xác được an lành mạnh khỏe như lòng mong ước. Như vậy, họ được tôn vinh Chúa là Thiên Chúa thật, hằng hiểu và hằng sống. Hiệp thông cùng hội thánh chúng con kính nhớ, trước hết Đức Maria Trinh, vinh hiển trọn đời đồng trinh, mẹ của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Chúa chúng con. Sau là Thánh Giuse, bạn Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và Tử Đạo, Thánh Phêrô và Phaolô, Andre, Jacobe, Gioan, Thomas, Jacobe, Philippe, Bartolomeo, Matteo,
Simon Batadio, Lino Cleto, Clemente Sisto Cornelio Cipriano, Lorenzo Crisogono, Joan và Paulo, Cosma và Damiano, cùng toàn thể các thánh, vì công nghiệp và lời cầu khẩn của các ngài, xin Chúa phù hộ chúng con trong mọi sự nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Vì vậy lạy Chúa xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con là tôi tớ và của toàn thể gia đình Chúa. Xin an bài cho đời chúng con được sống trong bình an của Chúa, cứu chúng con thoát khỏi án phạt đời đời và nhận chúng con vào đoàn những người Chúa chọn nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa xin thương ban phúc chấp nhận chuẩn y và làm cho những lễ vật này được hoàn hảo và đẹp lòng Chúa, hầu trở nên cho mọi người mình và máu con chí ái của Chúa là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Hôm trước ngày chịu khổ hình, người cầm bánh trong tay thánh thiện khả kính, ngước mắt lên trời, hướng về Chúa là Cha toàn năng của người, tạ ơn Chúa dâng lời chúc tụng bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm chén quý trọng này trong tay thánh thiện khả kính cũng tạ ơn Chúa dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa Kitô, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại. Cho vì vậy lạy Chúa, chúng con là tôi tớ Chúa và toàn thể dân thánh Chúa, kính nhớ cuộc khổ hình hồng phúc, sự sống lại từ cõi chết và lên trời vinh hiển của Đức Kitô con Chúa Chúa chúng con. Chúng con lựa chọn trong những của Chúa đã ban mà dâng lên trước tôn nhang uy linh Chúa, lấy vật thanh khiết, lấy vật thánh thiện, lấy vật tinh tuyền, bánh thánh ban sự sống vĩnh cửu và chén cứu độ muôn đời. Xin Chúa ghé mắt nhân từ và khoan hậu nhìn đến những lễ vật này và thương nhận như đã nhận của lễ vật của Aben tôi chung của Chúa, hy lễ của Abraham tổ phụ chúng con, hy lễ thánh thiện và lễ vật tinh tuyền của Menkizede thượng tế của Chúa. Lạy Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa sai sứ thần dâng lễ vật này lên bàn thờ cao sang trước tôn nhang uy linh Chúa, để hết thảy khi tham dự bàn tiệc này là rước mình và máu cực thánh con Chúa, chúng con được tràn đầy ơn phúc bởi trời nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa xin cũng nhớ đến những tôi tớ Chúa, nhất là linh hồn ông Giuse, Nguyễn Văn Vinh, được ghi dấu đức tin đã ra đi trước chúng con và đang nghỉ giấc bình an.
Lạy Chúa, chúng con xin Chúa thương ban cho những tín hiệu ấy và tất cả mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã an nghỉ trong Đức Kitô, được vào nơi hạnh phúc sáng láng và bình an, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin cũng cho chúng con là tôi tớ tội lỗi, đang hy vọng vào lượng từ bi hải hà của Chúa, được thông phần với cộng đoàn các thánh tông đồ và các thánh tử đạo: Thánh Gioan, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcelino, Ferro, Felicita, Perpetua, Agatha, Lucia, Anne, Cecilia, Anastasia và toàn thể các thánh. Xin Chúa đừng xét theo công nghiệp chúng con, nhưng rộng lòng tha thứ, mà cho chúng con được đồng phận với các ngài, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa nhờ người, Chúa hằng sáng tạo, thánh hóa, ban sinh lực, giáng phúc và phân phát cho chúng con tất cả những lễ vật này. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Chúa kêu thế và theo thể thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay luôn thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa,
đây đơn xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con trần đang Chúa ngữ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuy còn ở dưới thế nhưng đã được tham dự bàn tiệc trên trời khi thông hiệp với mình và mau thánh Chúa. Xin cho chúng con được khi lên cõi trời vinh hiển, được cùng Chúa vui hưởng phúc trường sinh, Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Xin mời quý vị an tọa. Giờ đây cha xin mời các em đã được thêm sức tiến lên để cha ban phúc lành, bằng khen và quà của chương trình giáo lý cho các em. Lạy Chúa, xin chúc lành những món quà này và chúc lành cho con em của chúng con đã nhận biết thích thêm sức, được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần và được vững mạnh trong đức tin cũng như nhiệt huyết để loan truyền cũng như bảo vệ đức tin Công giáo tinh tuyền nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Để các con trở về chỗ ngồi, chỗ bàn dự thi. Kính thưa cha quản nhiệm, sơ, quý thầy cô, ông bà cha mẹ, gia đình và cộng đoàn nhân Chúa, con tên là Terry Nguyễn. Con xin được nói lên lời tri ân của con cũng như tất cả các bạn trong lớp thêm sức. Tuần trước chúng con mới được lãnh nhận bí tích thêm sức và mạnh mẽ tuyên xưng đức tin của mình. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con món quà đức tin này. Chúng con xin cảm ơn cha vì đã luôn đồng hành và hướng dẫn chương trình thêm sức suốt những năm qua. Chúng con cảm ơn sơ đã luôn là thiên thần hộ mệnh và nhẫn dắt chúng con trên hành trình tâm linh. Dù cô Hằng không đến đây được hôm nay, nhưng chúng con vẫn muốn nói cảm ơn cô Hằng đã giúp chúng con hiểu biết và trở nên mạnh mẽ hơn trong đức tin. Lớp thêm sức xin cảm ơn anh Justin, anh Kyle và anh Nathan đã hy sinh thời gian mỗi tuần để phụ dạy lớp. Cuối cùng, chúng con không thể có ngày hôm nay nếu không có cha mẹ. Cảm ơn cha mẹ đã yêu thương và hy sinh dậy sớm mỗi sáng thứ bảy để đưa chúng con đi học.
Tất cả chúng con xin hết lòng cảm ơn cha, sơ, quý thầy cô, cha mẹ và cộng đoàn. Okay. Một lần nữa chúng ta làm tràng pháo tay chúc mừng các em. Và con xin thay mặt cộng đoàn chân thành cảm ơn sơ, các thầy cô giáo lý của các chương trình thêm sức và các phụ huynh cũng như những trợ giáo cũng như tất cả những người đã đóng góp vào chương trình giáo lý, đặc biệt là chương trình thêm sức của chúng ta. Xin Chúa trả ơn sơ và tất cả quý vị thật là bội hậu và chúc lành tràn đầy cho sơ cũng như tất cả quý vị. Chúng ta làm tràng pháo tay cảm ơn sơ và tất cả. Dạ, kính thưa quý vị, trước khi con ban phép lành cuối lễ, con xin có vài thông báo là con xin nhân dịp chúng ta kính mình mẫu Thánh Chúa thì con xin có vài điểm thôi về việc rước lễ. Đương nhiên chúng ta đi dự thánh lễ đó, chúng ta đi sớm một chút để lắng động tâm hồn, và khi trong thánh lễ chúng ta tham dự thật là sốt sắng, chuẩn bị tâm hồn của mình để rước mình mẫu Thánh Chúa. Và khi chúng ta lên rước lễ đó thì chúng ta có thể quỳ hoặc là đứng, rước bằng lưỡi hay rước bằng tay. Mà con thì, cá nhân con thì mong quý vị rước bằng lưỡi, mặc dầu là có nhiều vị không có chuộng cách lễ này, nhưng mà đối với con đó là rước bằng lưỡi thì nó tốt nhất đối với cá nhân của con thôi, và nhất là con có nhiều kinh nghiệm cho rước bằng lưỡi thì không tài nào mà có thể có chuyện gì xảy ra. Và nếu mà quý vị rước bằng tay đó thì quý vị cố gắng là đặt tay trên và tay dưới. Tay nào thuận chúng ta để dưới, tay nào không thuận chúng ta để trên. Thì khi mà chúng ta rước trên cái tay trên thì cái tay thuận chúng ta cầm và rước bằng tay thuận. Thì có những vị để tay như vậy thì thừa tác viên phải chọn lựa giữa tay nào, mà không biết tay nào thuận tay nào. Thì nếu mà đưa cho chúng ta vào tay không tay thuận thì quý vị mới đổ qua cái tay kia. Thì giống như là chúng ta lật bánh xèo vậy, thì chúng ta để cái tay không thuận để trên, để cho thừa tác viên khỏi phải băn khoăn là đưa tay nào. Thì nhưng mà thưa quý vị lên rước lễ đó là hồng phúc cho quý vị và chúng con mừng cho quý vị. Thì chúng ta cố gắng thôi, chúng ta cố gắng. Thì cái điều đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đó là nhân dịp mình mẫu Thánh Chúa thì giáo xứ của chúng ta sẽ có cuộc rước long trọng ngày mai lúc 4 giờ chiều và ban phép lành thánh thể tại 4 bàn thánh. Chúng ta bắt đầu từ trong nhà thờ rước la bàn thánh tiếng Anh, rồi bàn thánh tiếng Mễ, rồi bàn thánh tiếng Việt, và cuối cùng là bàn thánh trong nhà thờ. Chúng ta sẽ được rước được nhận phép lành thánh thể 4 lần. Thì xin mời quý vị đến tham dự chiều mai, Chủ nhật chiều mai 4 giờ chiều. Và thứ hai này là thứ hai đầu tháng, chúng ta sẽ có giờ chầu để cầu cho thai nhi và phò sự sống. Đó là phép màu tạo dựng của Chúa trong hình ảnh của Ngài, đó là sinh mạng con người. Thì 6 giờ rưỡi chiều mỗi thứ hai đầu tháng, thứ hai này xin mời quý vị đến tham dự. Và trong tuần tới thứ 6, thứ 7, Chủ nhật chúng ta có 3 ngày hội chợ. Ngày thứ 6 bắt đầu lúc 5 giờ, ngày thứ 7 và Chủ nhật bắt đầu lúc 12 giờ trưa. Thì xin mời quý vị đến để ủng hộ hội chợ. Nhất là xin quý vị nhiệt tình ủng hộ quầy Việt Nam chúng ta, có những món ăn ngon lành, giá cả phải chăng. Thì chân thành cảm ơn sự quảng đại và nhiệt tình ủng hộ và hưởng ứng của quý vị. Thứ 6 tuần tới là thứ 6 đầu tháng thì chúng ta sẽ không có chầu rút 6 rưỡi, nhưng mà thánh lễ tiếng Việt lúc 7 giờ vẫn có. Xin mời quý vị tới tham dự. Đó là thứ 6 đầu tháng.
là cũng là thứ sáu của hội chợ. Và thiếu nhi thứ bảy tuần tới đó, các em nghỉ vì có hội chợ thì các em sinh hoạt giờ mới là 4:30 chiều. Nhưng mà thứ bảy tuần tới các em sẽ không sinh hoạt vì có hội chợ. Và thứ bảy tuần tới nữa và chủ nhật tuần tới nữa chúng ta sẽ mừng ngày Hiền Phụ, và cộng đoàn sẽ có những quà đặc biệt cho các người cha. Thì xin mời quý vị đến tham dự để cầu nguyện cho các người cha, và nhất là các người cha xin quý vị đến để nhận quà của cộng đoàn, rất là ý nghĩa cho các người cha. Và cuối cùng, như con đã nêu trong bài giảng đó, là con có đặt mua một quyển sách nhỏ thôi, bằng bàn tay thôi, lớn hơn bàn tay một chút. Tựa đề là Này là mình thầy, bằng tiếng Việt, của Đức cha Barron. Và bản gốc là bản tiếng Anh cũng sẽ có. Thì cả hai bản, bản tiếng Anh và bản tiếng Việt, thì để phát free cho tất cả chúng ta. Sẽ có một cái thùng tiền donation tùy hỷ. Nhưng mà xin mỗi người chúng ta lấy một quyển về. Quý vị nào thích tiếng Việt, chúng ta lấy tiếng Việt. Quý vị nào thích tiếng Anh, thì chúng ta lấy tiếng Anh. Ở bàn bên ngoài, một bàn bên ngoài, phía chỗ đậu xe bên ngoài nhà thờ sau thánh lễ. Thì xin quý vị mang quyển sách đó để chúng ta đọc suy niệm, và nhất là chúng ta đi chầu, để chúng ta đào sâu và củng cố đức tin vào mình Thánh Chúa. Thì nếu mà quý vị nghĩ là có một người không có mặt ở đây mà quý vị muốn người đó cũng đọc quyển đó, thì quý vị có thể lấy thêm. Thì nếu mà quý vị lấy thêm, mỗi người thì lấy một quyển, nhưng mà nếu quý vị muốn lấy thêm á, bao nhiêu quyển đó thì tùy quý vị. Nhưng mà có lẽ chúng ta nên cố gắng bỏ cái gì đó vô cái thùng tiền để giúp trang trải cho chi phí của những quyển sách này. Nhưng mà con xin tặng cho quý vị, không có tốn phí gì hết. Thì tùy hỷ của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta lấy nhiều quyển đó, thì chúng ta cố gắng thêm chút. Nhất là nếu mà tiền túi của quý vị hơi cộm cộm chút, thì xin quý vị nhìn thấy cái thùng tiền đây như đó. Thì nhưng mà thôi, thưa quý vị, con thì không có thích nói chuyện tiền bạc. Cái quan trọng nhất là tiền thiêng liêng. Tiền thiêng liêng thì đây là cái điều mà chúng ta có thể suy niệm để có thật là nhiều tiền thiền thiêng liêng, nhất là về khía cạnh mình mẫu Thánh Chúa là nguồn lương thực và ân sủng dồi dào cho chúng ta. Giờ đây xin mời cộng đoàn quỳ. Chúng ta đọc một kinh lạy cha kính mừng sáng danh, cầu nguyện cho linh hồn của ông Giuse Nguyễn Văn Vinh là nhạc phụ của anh Trường Anh. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cùng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, xin chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng kêu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy về danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giuse được đến chôn nghỉ ngơi. Kính lạy Tổng lãnh Thiên Thần Mi-ca-ên, xin bảo vệ chúng con trong trận chiến, trong loài miêu sâu hiểm ác của quỷ dữ. Chúng con nài xin Chúa chế trị nó, và xin Ngài Tổng lãnh cơ binh trên trời,
dùng quyền phên Chúa, tâm tha Satan vào khóa ngục, cùng các quỷ dữ khác đang rình mò khắp thế, hồng tham hại các linh hồn. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.